cho tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip ngồi chẩu cho anh em xem nha. Trời ơi, ngồi chẩu thì cũng khá là nhiều lần mình làm clip rồi các bạn ạ. Mình thấy khá là thích với cái trang phục này của Ngộ Không nha các bạn. Ngộ Không thì nó cũng khá là nhiều trang phục đẹp. Băng Hầu này, rồi Siêu Việt này, rồi Siêu Việt 1.0 đây. Nhưng mà mình khá là thích cái trang phục này. Mặc dù mình có Siêu Việt đấy, có Băng Hầu luôn. Nhưng mà mình kiểu trang phục này nó cứ kiểu chậu chậu, nó trẻ trâu ấy các bạn. Trẻ trâu là mình khoái rồi đây. Trời ơi, mấy anh trẻ trâu là mình cũng thích nữa. Ui giời ơi, ui giời ơi. Trang phục này thì hiệu ứng kỹ năng của nó nhìn khá là chất lượng. Hình ảnh nhìn cũng chất nữa. Chỉ tiếc là nó là bậc S bình thường, nên ra không có hiệu ứng kỹ năng biến về đấy các bạn. Rồi. Bụp cha. Ui trời ơi, đập hai phát hết đam lính luôn. Trời ơi, nó đá gì đâu luôn. Tem mình qua cướp bùa kìa. Khiếp. Mấy bạn chơi vậy là chơi ai chơi lại mấy bạn nữa. Rồi, chiến công đầu luôn. Trời ơi, ăn hết tay ăn mạng với tem mình mới ghê chứ. Quá ghê gớm luôn rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi mình farm trước nhá. Ngộ Không thì mình cảm thấy bây giờ nó không còn mạnh như ngày xưa nữa. Đây là một cái con tướng mà anh em gọi là lên cân nhắc trước khi chơi nha. Không phải là cái con tướng Ngộ Không này nó vẫn còn hot như ngày xưa đâu các bạn. Mình cảm thấy nó yếu hơn ngày xưa rồi các bạn. Vì thế nên anh em chơi thì vẫn được, giống như mình này, vẫn cầm chơi bình thường, leo rank ào ào. Ủa, anh Eo Xui bắn cái hết hồn. Nhưng mà nó không còn quá bá đạo như ngày xưa nữa. Cái meta trước thì trời ơi, nhất Ngộ Không luôn, trai bằng. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Gõ một cái, gõ hai cái nè. Thế mà nếm nó không chết cho trời. Ô là trời. Lên cho nó cái giày thép cái nhà. Rồi xong, bé này. Bé này đi đâu? Ui sổ ôi, đi đâu vậy? Lên nào. Lũng linh là lên luôn nào. Trời ơi, gõ nè. Bầm, bầm, bầm. Boang, boang. Ui trời ơi. Chán thế cái chi lị. Bụp cho luôn nha các bạn. Mày chết. Ai cha. Em ăn con quái thôi làm gì quấn em dữ vậy mấy chị gái. Mấy chị gái này hư quá à. Em ăn con chim làm gì bắn em đau dữ vậy. Thôi em đi về đây. Lên cho nó găng tay nha các bạn. Lên hai găng tay trước xong rồi lên đầu lên. Trang bị gì thì lên sau. Cứ lên cho nó hai găng tay trước cái đã các bạn ạ. Bum 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 bum. Boang boang boang. Chích mà nè. Hư nè. Quính mày nè. Vã nè. Quánh nè. Sấp mặt nè. Vô kèo nè. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Chơi nè. Ôi dồi ôi. Hết mana rồi. Không còn miếng mana nào. Thôi em qua em bước con blue đây các bạn. Wow. 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 Ê, đừng quánh bản tôi nữa. Quánh tôi nè. Tính tôi nè. Quánh tôi đi. Hết mana rồi anh em ơi. Không còn miếng mana nào luôn. Để mình ăn con blue này cái đã. Lên thêm găng tay nữa này. Thôi đừng có đánh nhau nữa. Đi về đi. Ai vậy đây? Đi về đi. Trời ơi, ở đây tôi lập chết hết bây giờ. Đậu xanh tôi có blue rồi nha. Thằng nào bướng, bước ra đây. Bên tay bên kia nó đi theo bầy đàn đông quá anh em ạ. Ui giời ơi, tèo nát nó đứng nó bắn như chỗ không người luôn kìa. Ai? Ai? Ai dạ. Ui dạ, ui dạ, ui dạ, ui dạ, ui dạ, ui dạ. Tái thằng ra này, chết rồi. Chán sống hả anh trai? Hư nè. Ui dạ. Ai dạ. Ơi trời ơi là trời. Ba thằng nào còn xíu xíu máu mà không ăn được. Mình hết chiêu rồi. Hết chiêu rồi, đâm ra chán làm được cái gì cho đời. Tại vì mình có bao nhiêu chiêu thức ấy. Mình đè vào cái thanh niên ra, mình phang, lấy phang để, phang ngược, phang xuôi, phang tới cho bạn ấy nằm xuống luôn rồi. Cũng may là mình ăn được em cũng đỡ. Các bạn đang xem clip của mình cho mình một like với nha các bạn. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian rất quý báu của các bạn xem clip của mình. Chúc các bạn xem vui nha. Mà tối ngủ ngon nha. Hôm nay up clip trễ tại vì hôm nay mình đi câu cá các bạn. Hôm nay chủ nhật đi giải trí đồ. Rồi cái kết chất quốc luôn, không câu được con nào luôn. Trời, nó đen như là xì các bạn. Quá là xui luôn rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ái chà chà. Bum bum. Bum. Wow. Anh ra đẹp trai. Hello baby. Ôi dồi ôi. Ôi. Tưởng ra cho em gõ cái cho thăng thiên luôn mà không dám à. Yếu thế nhở. Quá non cho một cuộc tình. Vô đây gõ luôn. Bum. Cha bụp.
Trời ơi. Trời ơi, máu còn có một xíu thôi các bạn ơi. Thời tới. Mình chắc chắn với các bạn 100% mà ra núp trong cái bụi biến về này. Đây, trong này. À, con nàng này đi đâu? Thấy gì chưa các bạn? Mình đoán chỉ có chuẩn thôi, sao mà đỡ được? Tại vì thường thường người ta sẽ đứng đó biến về các bạn. Tỷ lệ đứng đó biến về nó cao, rất là chắc chắn là sẽ cao hơn 50% mà. Rồi. Alete, ui dạ, em tính ăn Alete này mà khó khăn quá. Trời ơi, bò ăn luôn kìa, ghê hả? Bò đáng sợ quá à. Trời ơi, bò này bò sát thủ rồi các bạn. Ăn mạng như nhái luôn. Từ mình lúp này sau này nó. Cho nó càn lên một phát nè. Ui, nhìn thấy bạn Alete kìa. Có máu còn có xíu xí à, trời ơi, thơm thế nhờ. Thơm quá. Vô, bò ăn. Wow. Ai trời ơi, đau thế. Nhìn đây coi. Pú chá. Hello. Từ nha, cứ từ thôi nha. Bình tĩnh các bạn ạ, phải hết sức bình tĩnh. Dục tốc là bất đạt. Ai chà chà. Rồi tới công chuyện luôn. Nó ra cho mình bị ra cho bạn nó đẩy về. Chết nè, hư nè. Rồi xong, bé ơi. Trời ơi, hết mana nữa rồi. Sao mà tốn mana dữ vậy? Về quất con blue cái đá này tính tiếp. Thế nào mà cũng không nó phải lên được hai mòn chí mạng. Xong đào bảo táp cộng với thanh kiếm ấy, đó mới ngon được các bạn ạ. Chứ bây giờ thì mình thấy rằng nó vẫn chưa ổn định cho lắm. Cứ phải lên được hai món đó cộng cái kiếm chi hồn nữa nó mới gắt được. Đây rồi, đạp rồi không chết là không tính tiền này các bạn. 1, 2, ôi, đi đâu rồi? Thanh niên này cứ quay lên quay xuống thế nào nhở? Sao bạn này không nào thắng vào mặt mình này mà bạn đá cho mình cái vào mặt luôn này? Sao phải chạy thế làm gì? Ôi. Yo, đánh nhau rồi, để cho hai tem đánh nhau đi các bạn. Đó, thời cơ tới là đây chứ đâu, thời cơ tới chín mùi các bạn, chín rồi, mùi cái này mà chín rồi, con bò sát thủ à, sao ăn mạng nhiều thế, hả bò, ăn vừa phải vải thôi, để cho mình ăn mạng với, mình ăn cái lý cái chít bù rồi mà không được nữa, khó khăn như bạn quá, bạn ăn mạng kinh khủng thiệt cái chứ hả, anh ra đây rồi. Đợi chờ cho anh ta là lơ ngơ láo ngáo các em xúc luôn. Bắn đi, đấu săn không bắn à? Ủa đánh nhau y xèo luôn rồi, trời. Vô cho em đập cái cây. Không qua cho em đập chán thế cái chi lị. Cho em đập nhẹ nhàng tình cảm thôi, em đập đâu mà. Cứ đứng lại cho em đập đi, đúng rồi, cứ đứng lại nhanh nha thua này. Quay mặt đi làm chi không biết nữa. 71 rồi các bạn ơi. Lại chuẩn bị sắp hết mana rồi. Phải về mình liếm con blue cái đã tính tiếp. Chu chạ. Bầm bạ là bầm. Vô đây. Mình là thanh niên thời cơ thôi các bạn. Gọi là kẻ cơ hội ấy. Bo ăn. Chơi này. Nào. Vô đây. Tèo nát kìa, hàng thơm này các bạn. Hàng về, một gậy, chơi này, quay lại bò sát thủ nữa rồi. Sao gặp cái anh bò sát thủ này hoài ta? Văn heo ngu à? À chà, đồng đội mình đấy, chửi đồng đội mình mới ghê chứ. Mấy cái thanh niên này, tem xanh như thế này luôn mà vẫn chửi nhau được. Không biết tem mà nó phế, nó chửi nhau cỡ nào nữa các bạn.
Mấy cửa này thích chửi nhau lắm luôn á. Mà thôi kệ đi, ai làm gì làm đi ha. Mình không quan tâm đến vấn đề chửi nhau cho lắm. Quan tâm bây giờ là đang chọn mục tiêu đây này. À đúng, nó đá thằng bò mà cuối cùng nó đá lây sang mình luôn. Thiệt tình luôn á. Bên này chấp văn heo ngu à. What? Thiệt là quải trưởng các bạn ạ. Trời ơi. Úi dồi ôi, anh đâu rồi? Mấy anh đánh thấy chết đi em rồi. Chắc mình phải lạnh lùng vô cảm. Mình đi mình đập băng trụ. Mình đập thì mới ăn được mảng quá. Mê bồi mình nó ăn mảng nhiều quá. Nó không cho mình ăn ké ơi. Chết tôi à. Cho ăn ké với coi. Trời ơi, tên bên kia nó cứ nấp trong nhà không. Thì em sao mà em vào bây giờ. Thôi em đi farm xíu đây. Để cho tên bạn nó ra ra một tí mới đánh được các bạn. Chứ nó cứ nâm nâm hoài đánh chắc. Ơ cái thằng này. Cái thằng rừng tên bên kia nó nó không ăn rừng nhà nó qua rừng nhà mình nó ăn. Và rừng nhà nó thì mình ăn. Trời ơi, chia sẻ cho nhau đúng không? Ừ, ok, không sao. Thôi đi về. Thanh niên này không có ai ngăn cản nó cái. Nó cứ đường thẳng đường nó chạy lên các bạn. Vãi thiệt chứ. Đây, bạn lên đây đi. Tôi ra đây tôi đập cho bạn không còn đường mà chạy đâu này. Bạn ra đây. Bước ra đây. Ồ, cái đợt này mà mình không về cái đàn lính này á. Cộng thêm cái thanh niên đó, nó AOE đó. Nó cào trụ mấy phát nó nát ra nè. Rất là nguy hiểm nha các bạn. Chiu. Vô đây. Một gãy. Vô nào. Ôi dồi ôi. Chết như dẹp luôn các bạn. Đập được hai mạng. Ủa? Một mạng hay hai ta? Không để ý nữa. Hình như là ăn được một mạng hay sao á. Một hay hai gì đó không biết nữa. Không biết nữa. Thôi thắng đi các bạn ơi. Đánh kiểu này các bạn chắc chắn là sẽ thua rồi. Chơi này. Ơi địch mạnh nó xong đập người để đập trụ nhỏ. Gì kỳ trời. What? Vô lý vậy. Lao vào đập đeo nát được gậy cái. Xong mình ulti cái nó quay ra đập trụ luôn. Là sao ta? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái quái gì trời. Thiệt thì cố nạn. Bum. Bum. Hello. Có ai đây không? 1, 2, 3. Chơi nào. Úi da. Bum. Đây rồi. Ôi, muốn ăn mạng khó khăn đấy ta. Không cho ăn là đẩu săn mổ cốc luôn này. Có ra bộ mạnh nha. Đập luôn. Cứ nè. 13 kêu. Wow. Lên cho nó cái lim Dogman. Thế là xong rồi. Thôi kết thúc trận thấu được rồi đấy các bạn. Tem bạn bên kia chỉ còn mỗi AOE thì làm gì cho đời. Còn tem mình còn nguyên dàn. Ok. Thắng luôn rồi này các bạn ơi. Khá nhanh khá nguy hiểm. Trời ơi, cái nick của mình trời đập sướng quá. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình nha. Chúc mọi người xem clip vui, tối ngủ ngon nha mọi người. Bye bye.